Tốt. Đi, kiểm tra bia. Rõ. Bia số 3, Tần Mạc Phi, trúng hết. Căn cứ theo thăm dò kỳ trước, tổ chức Oshima thiết lập trạm quan sát trong tòa nhà nhỏ gần công ty mộ dịch. Người trong công ty mộ dịch cách 10 phút thì sẽ xác nhận một lần với người trong trạm quan sát. Mạc Phi, con phụ trách giải quyết nó. Động tác nhất định phải nhanh, không thể để người trong công ty mộ dịch có chút nghi ngờ gì. Cô hiểu chưa? Trời ơi, tiêu rồi, tiêu rồi. Không sao. Không sao đâu.
đừng nổ súng, coi chừng máy mất mở. Lão Tống, ông Oshima, đi mau. Mau lên, mau, đi mau, ông Oshima. Chạy mau. Chuyển băng, có tiếng nổ rồi, tính sau đây, đi. Lão Tống à, không sao chứ? Nói gì đi, không cần mạng sao? Chuyển băng à, Lão Ung, hai người không sao chứ? Chuyển băng, anh không sao chứ? Lão Ung, không sao chứ? Thu Di à, lần này tổn thất nặng nề rồi. Máy mật mã đâu? Tên Oshima này, hắn quyết tâm chết chung với máy mật mã rồi. Tôi cũng phải nể hắn thật. Chết chung với máy mật mã sao? Tôi dám tới đây tìm cô thì tất nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Người này không phải Oshima Nagao. Sao cô biết? Lúc ông ấy tới nhà tìm tôi, tôi còn nhớ rất rõ trên cổ tay ông ấy có một nốt ruồi khá là lớn. Cô nhìn đi. Không thể nào. Rõ ràng tôi nghe chúng gọi ông ấy là Oshima mà. Chuyển bằng, anh cũng nghe thấy đúng không? Lão Ung, anh nghĩ lại đi.
Nếu như kẻ địch đánh lén chúng ta, anh có nói cho kẻ địch biết ai là sở trưởng Châu không? Chúng cũng là đặc công mà. Vậy tức là nói chúng ta lại mắc bẫy rồi. Cô đang nhìn gì vậy? Đây là quyển sổ nhạc thiếu nhi. Trong này có rất nhiều bài hát chúng tôi thường hát lúc nhỏ. Đánh trận thì cứ đánh trận đi. Cô nói xem, cầm theo sổ nhạc làm cái gì? Có lẽ đây là một dạng an ủi. Mọi người nghĩ đi. Lúc nhỏ sống vô tư, còn bây giờ sống giữa chiến trường đầy máu me, chẳng lẽ không đáng để hoài niệm sao? Tiếp tục dọn dẹp hiện trường, tìm kiếm xem có gì giá trị không. Rõ. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đồ của tôi đổ hết rồi. Mau đền đi. Các người làm gì vậy? Đuổi theo. Tránh ra. Tránh ra. Đứng lại mau. Tránh đường. Bộ mắt anh không thấy đường sao? Là anh đó. Tránh ra. Mau, đuổi theo anh ta. Tránh đường. Tránh ra. Tránh ra. Đứng lại. Đứng lại mau. Đứng lại. Đứng lại. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Làm cái quái gì vậy? Bộ chạy đi chết sao? Trời ơi, ớt của tôi đổ hết rồi. Đau, đau lắm, đau lắm. Tôi thấy cô là phụ nữ. Không nặng tay với cô thôi. Tôi đếm tới ba. Cô buông tôi ra thì tôi sẽ tha cho cô. Một, hai, ba. Tránh đường. Xỉu rồi.
Sao cô lại ở đây? Sao tôi không thể ở đây chứ? Tới sớm không bằng tới đúng lúc mà. Thưa quan tòa, kiểm sát viên, hoàn toàn bịa đặt vô căn cứ, tự dựng chuyện lên. Tôi thừa nhận. Tôi thật sự thông qua kênh của chúng tôi cung cấp một số manh mối cho bên Trùng Khánh. Nhưng mà những tin tức đó thật sự không phải là tin tình báo giả được sắp xếp sẵn trước đó, thì là những tin tình báo cũ không có chút giá trị thực dụng nào hết. Vậy có thể coi là thông địch sao? Ghi lại hết toàn bộ vấn đề mà nghi phạm đề ra. Trần Tư Bình, anh còn có lời gì muốn nói không? Tôi thỉnh cầu các vị điều tra kỹ lại. Trên nóc nhà có vấn đề. Hiểu rõ. Thưa quan tòa, bị cáo hoàn toàn đang giảo biện. Tôi có một bản hồ sơ bí mật của Cục Quân Thống Chính phủ Trùng Khánh. Kiểm sát viên Từ, làm phiền cô đưa nó cho tôi. Tài liệu hồ sơ bí mật của chính phủ Trùng Khánh. Kiểm sát viên Từ, làm phiền cô đưa nó cho tôi. Phải, chính là bản tài liệu này. Làm phiền cô giao tài liệu này cho phía quan tòa. Kiểm sát viên, mời cô trở về chỗ ngồi. Chờ lúc tôi gọi cô nói chuyện, cô hãy qua đó. Chỗ tôi còn có một bản hồ sơ bí mật. Kiểm sát viên Từ, làm phiền cô đưa cặp cho tôi. Đưa cặp cho tôi. Đúng, chính là bản hồ sơ này. Làm phiền cô giúp tôi giao nó cho quan tòa. Kiểm sát viên Từ, kiểm sát viên, xin cô tôn trọng trật tự của tòa án, lập tức trở về chỗ ngồi. Tôi nhắc lại lần nữa, mời cô lập tức trở về chỗ ngồi.
Kiểm sát viên, nghe thấy không? Lập tức trở về chỗ ngồi. À, thật là ngại quá thưa quan tòa. Lúc nãy tôi đang nghỉ hồ sơ, bây giờ tôi trở về ngay. Đừng nổ súng, không thể kinh động Trần Tư Bình, nếu không trúng phải kế của đối thủ. Các anh lục soát thật kỹ một lượt mọi chỗ trong sân cho tôi, và cả khu rừng ở hậu sơn. Những nơi có thể nhìn thấy chỗ này đều phải lục soát kỹ hết. Dạ. Trạm cảnh báo phòng không chính phủ quốc dân. Bên nào? Bên này. Được, đi. Phòng điều khiển.
Thưa quan tòa, ông nhất định phải tin tưởng tôi. Ông có thể đọc tài liệu nhật báo Trùng Khánh ngày 16 tháng 4. Trong đó chắc chắn có giết mà. Trưa ngày 15 tháng 4, đúng 12 giờ trưa, ở Trùng Khánh. Dừng xe. Mạc Phi, sẽ nói chuyện rồi. Chúng ta đi. Được. Lũ rùa con, máy bay của quân Nhật lại đến rồi. Bây giờ chúng ta vẫn ở Trùng Khánh thôi. Có người đến rồi. Ông đi trước. Đi từ cửa sổ. Được. Tòa án, nhà tù, chứng mất trí nhớ của tôi và tất cả các người đều là do các người sắp xếp sẵn mà thôi. Nè quan tòa tôn kính, hôm nay thật ra là ngày mấy tháng mấy vậy? Ai chà, mọi thứ ở đây đều là do các người sắp xếp hết. Đáng tiếc thật. Đáng tiếc thật đó. Chỉ thiếu một chút xíu thôi. Một chút thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Đánh chết tôi đi. Thật sự đánh chết tôi rồi. Các người càng không có một chút tin tức gì của Cền Cền hết. Thank you.
muốn bắt sống sao? Không đời nào. Tần Mạc Phi, tôi nói với cô rất nhiều lần, nhất định phải bắt sống, bắt sống mà. Cô nghĩ cái gì vậy? Đâu phải do tôi giết chứ, tại hắn không muốn sống mà. Đem toàn bộ đồ về, gom hết về đi. Thu dọn đồ đạc đi. Rõ. Khoan hãy thả người, tránh đường đi. Người phía trước mau tránh đường đi, mau tránh đường. Khoan hãy thả người. Chúng tôi tiếp quản chỗ này, rút hết tất cả nhân viên, đổi người của chúng tôi. Nè, người của các anh có được không vậy? Lỡ làm hư đại hội tính sau đây, tôi chịu trách nhiệm. Chuyển bằng Mạc Phi, hành động theo kế hoạch. Mấy người các anh, theo tôi. Nè, các anh, nè. Lục soát cẩn thận trong ngoài cho tôi. Có bất cứ tình huống gì, lập tức báo cáo. Mau chóng lục soát đi. Đi. Xin lỗi, kiểm tra một lát.
Trưởng quan Dương, mọi thứ sắp xếp xong rồi. Người rất đông, mọi người đừng chen lấn nha. Mọi người đừng chen lấn nha. Xin mọi người chú ý trật tự, xếp hàng đi. Chú ý cảnh giới. Dạ. Xếp hàng đi, mọi người đừng chen lấn mà. Phát hiện chất nổ. Triển Bằng, anh không sao chứ? Tôi không sao. Mặc kệ tôi, mau đuổi theo Cần Cần đi. Được.
Mạc Phi, làm gì vậy? Xe mới của tôi đó. Ôi trời ơi, mấy người làm gì vậy? Trời ơi, chạy gì mà dữ vậy? Thiệt tình, có chuyện gì vậy? Mau dọn đồ đi, nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Mấy người làm cái gì vậy? Trời ơi, làm cái gì vậy? Lồng đèn, lồng đèn đây. Giết người rồi, mau chạy đi, mau chạy đi.
Đứng yên. Đứng lại. Còn bước tới, cô ta sẽ tiêu đời. Thu Di, mau nổ súng đi. Bỏ súng xuống ngay đi. Nổ súng đi. Tôi bỏ. Thu Di. Thu Di. Tránh chân phải. Thu Di, ổn rồi. Thu Di, không sao rồi. Buổi quyên góp của chúng ta vẫn đang tiến hành. Tại đây, tôi xin thay mặt người tổ chức đại hội quyên góp lần này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ đối với các nhân sĩ trong xã hội và kiều bào ở nước ngoài. Hay, hay lắm. Kháng chiến đến cùng. Kháng chiến đến cùng. Kháng chiến tất thắng. Kháng chiến tất thắng. Bảo vệ đất nước. Bảo vệ đất nước. Yêu nước chúng ta. Yêu nước chúng ta. Kháng chiến đến cùng. Kháng chiến đến cùng. Kháng chiến tất thắng. Kháng chiến tất thắng. Bảo vệ đất nước. Bảo vệ đất nước. Yêu nước chúng ta. Yêu nước chúng ta. Kháng chiến đến cùng. Kháng chiến đến cùng. Kháng chiến tất thắng. Kháng chiến tất thắng. Bảo vệ đất nước. Bảo vệ đất nước. Yêu nước chúng ta. Yêu nước chúng ta. Đi. Chính là tiệm tạp hóa này. Tôi có hỏi chủ nhà, tiệm này nửa năm trước đã cho thuê rồi. Người thuê đã trả tiền thuê trong 2 năm. Hơn nữa theo phản ứng tình hình xung quanh, tiệm này mở cửa cũng không đúng giờ. Vì vậy họ rất ít khi nhìn thấy chủ tiệm. Đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xung quanh điểm bắn tỉa và trạm quan sát, không thành vấn đề. Đi, đi xem thử. Đi.
tiệm tạp hóa Lý Ký. Lão Ôn, có ngửi được gì không? Không xong rồi, săn! Đừng nổ súng! Chạy! Tôi có thể vào không? Có thể. Chú ý cảnh giác. Rõ. Đúng là hết hồn. Tiếng nổ rất lớn đó. Đúng là thê thảm mà. Chết như vậy thật sự rất đau đớn. Tội nghiệp quá. Chúng ta lại bị người ta gài bẫy rồi. Thu Di và Mạc Phi đâu? Không phải họ hộ tống Sonoko đi lấy di vật của William sao? Nguy rồi. Hai người họ nguy hiểm rồi. An toàn. Sonoko, tôi từng xem nhật ký của cô. Mỗi ngày William đều phải ăn hai miếng gừng, phải không? Hai cô muốn nếm thử không? Đây là món William thích nhất. Mạc Phi, chăm sóc tốt Sonoko. Được.
Sau nhiều lần kiểm nghiệm thì thấy máy mật mã bị phá hủy, không phải là máy mật mã tím mà chúng ta cần tìm. Rõ ràng đây là một cái bẫy. Có điều mọi người không cần lo lắng. Chỉ cần Oshima Nagao còn sống thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Hôm qua Oshima Nagao cố tình bày ra cái bẫy này là vì muốn chúng ta tin rằng ông ấy đã chết. Lúc đó chúng ta sẽ lơ là cảnh giác, vậy thì ông ta sẽ có nhiều cơ hội ra tay với ông luôn. Con cáo già này thâm độc thật. Nhưng dù tính kỹ càng tới đâu thì ông ta cũng không ngờ Sonoko đã giúp chúng ta phá âm mưu này. Đây là những chuyện tôi nên làm. Bây giờ tôi sống chỉ với một mục đích duy nhất, đó là tìm ra ông ta, bắt ông ta phải chịu quả báo thích đáng. Tìm ra sao? Trung Khánh rất rộng lớn. Cô nói xem chúng ta tìm kiểu gì đây? Nếu tôi là Oshima Nagao, tôi sẽ thiết lập địa điểm trên sông. Trước tiên là do người sống trên sông rất phức tạp, bình thường lúc kiểm tra cũng có phần lơ là hơn. Hơn nữa, dù gặp phải tình huống gì thì cũng thuận tiện cho việc di chuyển để trốn thoát. Sở trưởng Châu, tôi cảm thấy Sonoko nói rất có lý. Rất có thể chúng đang sống trên một chiếc thuyền nào đó ở trên sông. Bởi vì hôm đó lúc tôi đuổi theo tên sát thủ ám sát Sonoko, trong đồng hồ hắn bỏ lại, tôi phát hiện có mùi cá nồng nặc, còn có mấy miếng dạy cá nữa. Công ty quản lý tàu thuyền Xuyên Giang Trùng Khánh. Sao hai người lại tới nữa? Nói nhảm gì chứ? Tìm anh tất nhiên có việc rồi. Tôi nói với mấy anh rồi, không có. Tất cả ghi chép tàu thuyền đều ở trong này hết. Ghi chép tàu rời bến. Không thể nào. Sai rồi sao? Chẳng lẽ chúng ta đã tìm sai hướng? Có phải tất cả tàu thuyền đều do mấy người quản lý không? Chúng tôi chỉ phụ trách quản lý tàu dầu và tàu hàng trên sông. Có rất nhiều thuyền cá nhỏ, làm sao mà quản lý hết được chứ? Đúng, còn có thuyền cá. Ra bến thuyền điều tra đi. Đi. Cảm ơn nha. Đừng có tới nữa đó. Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Đêm qua sau khi mọi người hành động, điện đài của kẻ địch đã hoạt động trở lại rồi. Bởi vì hôm qua chúng tôi đã thất bại, Sonoko đã giúp chúng tôi chứng thực. Có điều anh yên tâm, chỉ cần Oshima Nagao còn ở Trùng Khánh thì chúng tôi sẽ còn cơ hội. Vị trí của kẻ địch có lẽ không nằm ở nơi hoạt động đâu. Nói vậy là sao? Tuy tôi không thể xác định cụ thể vị trí phát điện báo của chúng, nhưng mà căn cứ vào độ mạnh yếu của tín hiệu thì có thể phán đoán cơ bản về cự ly. Tất nhiên phán đoán này chỉ xuất phát từ bản năng nghề nghiệp và kinh nghiệm của tôi thôi. Tôi tin phán đoán của anh. Anh nói đi. Căn cứ vào độ mạnh yếu của tín hiệu, về cơ bản thì tập trung trong phạm vi từ 5 tới 10 km. Tuy nhiên, lần gửi tín hiệu đêm qua đã khiến tôi rất ngạc nhiên. Tín hiệu chỉ cách chỗ này hơn 2.000 mét sao? Tín hiệu rất mạnh, vị trí nguồn tín hiệu rất gần.
điều chỉnh anten. Không lẽ chỗ này đã bị lộ sao? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Sở trưởng Châu, dựa theo kích thước tỷ lệ trên bản đồ, anh xem thử coi trong phạm vi 2000 mét quanh đảo giữa sông có chỗ nào đáng nghi hay không. Nói đi, mấy người muốn hỏi cái gì? Anh ơi, tôi muốn hỏi thăm anh một chuyện thôi. Gần đây có người nào lạ mặt xuất hiện trên sông không? Hiện giờ dân tị nạn cả nước đều kéo tới Trùng Khánh hết rồi, chắc chắn là rất nhiều người lạ mặt. Vậy anh có thấy ai chèo thuyền cá nhưng không đánh bắt cá không? Không có. Không liên quan tới tôi. Mấy người đi đi. Ông anh à, tôi nói thật với anh, lần này chúng tôi tới đây để bắt đặc vụ Nhật Bản. Bây giờ toàn dân chống Nhật, anh nói xem ai cũng sợ chuyện giống như anh thì làm sao chống Nhật được đây? Khỉ khô. Hai thằng con của tôi đều qua đời trong trận chiến Hồ Nam, cậu còn dám nói tôi sao? Các cậu mau cút đi cho tôi. Anh ơi, thành thật xin lỗi, mong anh bớt giận, đã làm phiền anh rồi. Muốn bắt đặc vụ Nhật Bản thì có thể tới bãi bồi cũ xem thử. Bên đó nước chảy xiết, ít người tới, không chừng sẽ gặp được ở đó đó. Cảm ơn anh. Chỗ này được gọi là bãi bồi cũ, bình thường nước chảy rất xiết, rất ít thuyền cá tới gần. Hơn nữa ba phía đều là nước, rất thuận tiện khi bỏ trốn. Nếu căn cứ của chúng được đặt trên sông thì chỗ này chính là chỗ ẩn náu tuyệt vời nhất. Nhưng tôi đã tới đó xem qua, xung quanh toàn là thuyền cá, không có gì hết. Sở trưởng Châu, tôi đang nghĩ có khi nào tên Oshima Nagao này đã bỏ trốn từ lâu rồi không? Không thể nào. Lần này Oshima Nagao tới Trùng Khánh là để truy bắt Lưu Chiêu. Theo như hiểu biết của tôi về hắn thì hắn sẽ không bao giờ rời khỏi Trùng Khánh khi chưa đạt được mục đích của mình. Tôi không tin tôi đưa người tới đó lục soát từng thuyền cá một mà vẫn không tìm được hắn ta đâu.
Không được. Anh làm rầm rộ như vậy, chẳng phải là rút dây động dừng sao? Với lại, người của tổ chức Oshima nhận ra anh. Anh tới đó rất có thể sẽ bị bại lộ. Không chỉ một mình cậu ấy bại lộ đâu. Theo như hiểu biết của tôi về Oshima Nagao, thì rất có thể hắn đang nắm giữ danh sách tất cả những người ở Lô Hiên. Sở trưởng Châu, ông muốn tôi đi thì cứ nói thẳng ra cho rồi. Đi một vòng lớn vậy làm gì chứ? Anh yên tâm đi lão ôm, tôi yểm trợ cho anh. Anh chỉ cần xác nhận đối phương đang ở đâu là được, tuyệt đối không được tự ý hành động đâu. Yên tâm đi, lão ôm này tỉ mỉ hơn bất kỳ ai đang có mặt ở đây đó. Lão ôm, tôi muốn nhắc nhở cậu, lần này nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là cướp máy mật mã tím. Nếu như trong thời gian hữu dụng mà vẫn không lấy được bộ máy đó, thì dù có bắt sống tên Oshima Nagao cũng là thất bại thôi. Cậu có hiểu không? Sở trưởng Châu, ý của ông là kêu tôi đi trộm sao? Lão ôm, anh không thể đi. Sở trưởng Châu, lão ôm đi như vậy quá nguy hiểm rồi. Trên mặt sông vốn không có chỗ ẩn nấp. Dù sao lão ôm lấy được máy mật mã tím thì anh ấy cũng rất khó rút lui an toàn. Sở trưởng Châu, tôi yểm trợ cho lão ôm, tôi sẽ đi chung và bảo vệ cho anh ấy. Dừng lại đi. Mấy người làm vậy là muốn đẩy tôi vào biển lửa rồi. Lão ôm, có phải anh cho rằng không có anh thì chúng tôi không làm được việc gì không? Được rồi, tôi đi. Tôi cải trang thành người đánh cá. Tôi sẽ tới bãi bồi cũ coi thử. Vậy tôi đi chung với Mạc Phi. Tôi cải trang thành ngư dân. Không được. Lúc nãy sở trưởng Châu đã nói rồi, tổ chức Oshima có tất cả thông tin của mọi người. Chúng ta đã ở ngoài sáng, còn chúng ở trong tối. Với lại, mọi người cũng không biết Oshima Nagao. Tôi biết hắn. Hay là để tôi đi tìm. Tôi cải trang thành người đánh cá là được rồi. Vậy không được. Cô có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm cỡ nào không? Cô không phải là đặc công chuyên nghiệp, huống hồ bản thân cô đã là đối tượng bị truy sát, sao cô có thể lộ diện chứ? Phải đó, cô không thể đi. Sonoko, cô không thể đi. Được rồi, được rồi. Sở trưởng Châu, mấy chuyện ló đầu lộ diện này cứ để tôi đi cho. Mạc Phi à, chờ lão ôm tôi diễn xong màn năm ải chém sáu tướng, cô mới diễn màn nữ nhi không thua mày râu. Tự tin quá đó. Trưởng quan Nhậm à, sao rồi? Nhóm Dương Thu Di đã xác định được vị trí của Oshima, hiện giờ đang đi qua đó rồi. Có những ai đi? Có người của đội hành động, với lại Sonoko. Họ đi về hướng nào? Họ lên thuyền, chắc là tới bãi bồi cũ rồi. Vậy sao? Sao vậy? Tôi có cảm giác rất bất ổn. Chúng ta tới đó coi thử đi. Được. Đưa tôi. Thank you.
mọi thứ bình thường, tạm thời chưa phát hiện mục tiêu. Mạc Phi, xuất thân của cô, tính cách của cô luôn khiến cho tôi có cảm giác cô không hợp với nghề này. Khoảng thời gian vừa qua cô cũng được lắm đó. Anh xem thường tôi quá rồi. Tôi nói cho anh nghe, thật ra tôi giỏi hơn Thu Di đó. Cô rất tốt, rất ưu tú. Lão ôm qua đó rồi, có phải anh ấy phát hiện gì không? Lão ôm tính làm gì? Người anh em, cho xin miếng lửa được không? Tôi không có lửa. Không thể nào, sao đánh cá mà không đem theo lửa chứ? Không ổn rồi, lão ôm định làm một mình. Anh ấy không muốn sống sao? Không được, tôi phải qua đó ngay. Mạc Phi, sở trưởng Châu đã căn dặn rồi, lần này chúng ta chỉ được trinh sát, không được hành động bừa bãi. Một khi bị chúng phát hiện thì tất cả kế hoạch của chúng ta đều uổng phí hết. Ý anh là sao đây? Để lão ôm vào đó một mình hay sao? Mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là lấy cho bằng được mấy mật mã tím. Chưa làm rõ tình hình ở trong thuyền thì không được hành động bừa bãi. Được, anh không đi đúng không? Tôi đi. Tránh ra, tránh ra. Mạc Phi, chờ một lát đi. Nào, để tôi. Người anh em, số anh xui quá, không câu được con cá nào hết. Như vậy là dở lắm đó. Câu được hay không liên quan gì tới anh chứ? Mau đi khỏi đây cho tôi. Nghe giọng nói của anh, hình như anh không phải người ở đây. Chạy tị nạn tới đây sao? Vậy là đúng rồi. Tôi chỉ chạy nạn tới đây. Hay là trưa nay chúng ta góp lửa? Tôi có cá, còn anh chắc là có rượu rồi. Nhâm nhi một bữa đi. Không được vào. Làm gì vậy? Sao nhỏ mọn quá vậy? Chỉ xin miếng rượu uống thôi mà. Anh, lão ôm bị bắt vào trong rồi, mau lên. Mau ngồi yên đi, ngoan ngoãn đi. Không phải đâu đại ca, hiểu lầm. Hiểu lầm thật mà. Tôi chỉ muốn góp mồi, xin miếng rượu uống thôi. Oshima tiên sinh, rất có thể tên này chính là gián điệp của chính phủ Trùng Khánh. Có cần giết hắn không? Đừng. Tuy hắn là gián điệp, nhưng tôi khâm phục sự dũng cảm của hắn. Lát nữa quăng hắn xuống sông đi. Phải cho hắn chết có thể diện một chút chứ. Thiệt tình, hai người nói qua nói lại một đống từ, nhưng tôi không hiểu gì hết. Tôi chỉ đang đánh cá thôi mà. Thứ đáng tiền nhất của tôi chính là chiếc thuyền ngoài cửa. Hay là mấy người cứ lấy chiếc thuyền đó đi, rồi thả tôi đi.
Ngoan ngoãn đi, đừng giả bộ. Xin tha mạng, xin tha mạng. Rất có thể đối phương đã phát hiện ra cứ điểm của chúng ta. Kêu mọi người lập tức hành động ngay. Rõ. Chú ý cảnh giác, chắc chắn tên này có mờ ám. Bảo vệ kỹ Oshima tiên sinh. Rõ. Oshima tiên sinh, lại có thuyền cá chuẩn bị tiếp cận rồi. Oshima tiên sinh, phải 10 phút nữa mới có điện báo hồi âm theo giao hẹn. Chúng ta đóng điện đài, hãy tiếp tục đợi đây. Trên thuyền có mấy người? Hai người, một nam một nữ. Chờ thêm một lát đi. Rõ. Người anh em, có thấy bạn của tôi không? Thuyền của anh ấy đậu ở đây. Ai là bạn của anh chứ? Chính là người chèo chiếc thuyền này nè. Cậu ở lại đây canh chừng hắn ta. Rõ. Chúng tôi cùng đánh cá nhưng bây giờ không thấy bóng dáng đâu nữa. Phải đó. Người anh em, cho tôi miếng nước được không? Đừng có mơ. Tôi không thấy đâu. Nằm xuống. Tính sau đây, chúng đang nhắm vào chúng ta. Đã kêu hắn đừng hành động một mình rồi, vẫn cứ hành động một mình. Tính sau đây, bắn cho tôi. Mau, mau lên. Mau. Oshima tiên sinh, viện binh của chúng tới rồi.
Đi chết đi. Lần này mày xong rồi. Người đâu? Lập tức quỷ máy mật mã ngay. Rõ. Sonoko, tôi qua đó xem thử. Cô tự lo cho mình nha. Nhớ cẩn thận đó. Fujita, đến lúc chúng ta đền đáp cho đế quốc rồi. Rõ. Không xong rồi, trên thuyền có bom. Cẩn thận. Liệu họ có lấy được máy mật mã tím không? Mạc Phi, Mạc Phi, Mạc Phi, mau, mau đứng lên. Có sao không? Triển Bằng đâu? Triển Bằng đâu? Mọi người không sao chứ? Triển Bằng, Triển Bằng, Mạc Phi, Triển Bằng, Mạc Phi,
Triển Băng, Triển Băng, có sao không? Anh làm tôi sợ hết hồn. Tôi không sao, mọi người cũng không sao chứ? Không sao. Lão Ôn đâu? Lão Ôn? Ai chứ? Là Lão Ôn. Lão Ôn đâu? Lão Ôn? 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 Anh đang ở đâu? Lão Ôn? Lão Ôn? Lão Ôn? Anh đang ở đâu? Lão Ôn? Lão Ôn? Chẳng phải anh sợ chết sao? Anh mau ra đây cho tôi. Lão Ôn? Lão Ôn? Lão Ôn? Tôi đang ở đây. Lão Ôn? 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 Anh bị thương rồi. Mau mở ra xem, có phải cái hộp mọi người đang tìm không? Có giống cái trong hình không? Chính xác, là máy mật mã tím rồi. Tên nhóc đáng ghét, anh còn làm vậy tôi sẽ trói anh lại. Tôi đâu phải là người của Lô Hiên, anh trói tôi làm gì chứ? Thu Di à, cái này tôi thấy lúc chúng gửi tin cứ xem cái này suốt nên tôi lấy đi luôn. Mạc Phi, ráng lên, đừng hù tôi sợ đó. Khóc gì chứ, cười lên đi. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Chắc tôi phải đi rồi. Đừng mà, đừng vậy mà, đừng vậy mà, Lão Ôn. Lão Ôn? Lão Ôn? Phương thuốc. Nhìn thấy chưa? Cái này mới là trọng điểm nè. Ăn trộm đúng là ăn trộm. Vẫn là anh rành nhất. Mạc Phi, tiễn tôi một đoạn đi. Được, cô đứng lại cho tôi. Anh không có chân sao? Không đi được sao? Ai mời anh tới chứ?
Lão Ôn, mới đó bị cô nhận ra rồi. Không vui chút nào hết. Anh tưởng anh đeo mặt nạ thì chúng tôi không nhận ra anh sao? Lão Ôn, sao anh tới Hương Cảng vậy? Nếu hôm nay tôi không tới thì cô sẽ tiêu đời ở đây rồi còn gì nữa. Lão Ôn, Lão Ôn, Lão Ôn. Đau, đau, đau. Chúng ta đang đóng vai vợ chồng mà. Ngậm miệng thúi của anh lại đi. Cô làm như vậy, tôi cho cô hay. Cô cố ý, tôi không phục đâu. Anh có đi không? Không đi. 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 Hôm nay tôi không đi. Được, cô đừng đi. Lão ông này nói được làm được, tôi không đi. À, à, Mạc Phi à, chờ Lão Ôn này diễn xong màn Năm Ải Chém Sáu Tướng, cô mới diễn màn Nữ Nhi Không Thua Đấng Mày Râu. Sở trưởng Châu, tìm được máy mật mã chưa? Tìm được rồi. Thầy Lưu, máy mật mã tím sao? Đúng, ông xem thử đi. Phải thứ này anh cần không? Đúng đúng đúng, chính là nó rồi. Thu Di à, sao cô đưa cô ấy tới đây? Sở trưởng Châu, để phá giải máy mật mã, chỉ có cô ấy hiểu nhạc thiếu nhi Nhật Bản thôi. Con sao vậy? Vì cái máy mật mã này, Lão Ôn hy sinh rồi. Mọi người mau lên. Còn nữa không? Hết rồi. Đều ở đây hết. Không thể nào. Vẫn còn lọt con cá lớn. Tìm tiếp cho tôi. Được. Tiếp tục tìm đi. Rõ. Oshima tiên sinh đã sắp xếp xong xuôi theo mệnh lệnh của ông. Oshima tiên sinh,
Chúng tôi đã xác định được vị trí của tín hiệu nguồn. Chuẩn bị. Rõ. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Chúng ta phải trừ khử Lưu Chiêu và thành viên cốt cán của Lô Hiên trong thời gian ngắn nhất có thể. Nếu hành động này thất bại thì Trùng Khánh chính là mồ chôn của tất cả chúng ta. Rõ. Uống nước đi. Cảm ơn. Mạc Phi, đừng đau lòng quá. Có vấn đề sao? Anh xem đi. Sao rồi? Có tìm được không? Trưởng quan Tống, tôi với các anh em lục tung chỗ này rồi, nhưng mà thật sự là không thể nào tìm được cái xác mà anh muốn tìm đâu. Không thể nào. Tìm tiếp cho tôi. Trưởng quan Tống à, không chừng cái xác đó đã nổ tan tành rồi, hoặc là đã chìm dưới sông rồi. Chúng tôi không thể tìm tiếp được nữa. Trưởng quan Tống. Trưởng quan Tống. Trưởng quan Tống. Trưởng quan Nhậm kêu tôi chuyển lời cho anh. Anh ấy nói đảo giữa sông đang gặp nguy hiểm. Kêu anh mau dẫn người qua đó chi viện ngay. Đảo giữa sông. Dẫn tất cả người của anh theo tôi chi viện. Rõ. Tập hợp. Sao rồi? Phát hiện mục tiêu trong vòng 200m, theo hướng 300m. Chuẩn bị hành động. Đi. Sở trưởng Châu, sao rồi? Theo như kiểm tra thì quyển sổ nhạc thiếu nhi không liên quan gì tới mấy mật mã tím hết. Cái này có phải chúng ta vẫn chưa làm rõ chỗ nào đó quan trọng không? Tại hiện trường hai lần tấn công đều xuất hiện quyển sổ nhạc thiếu nhi, không thể nào là trùng hợp. Sở trưởng Châu,
Hay là để tôi qua đó cùng nghiên cứu với Lưu tiên sinh, biết đâu chừng sẽ có đột phá thì sao? Đi theo tôi. Vào đi. Tôi tới xem thử có giúp được gì hay không. Cậu ở ngoài này ngăn cản viện binh của chúng, phải tốc chiến tốc thắng, phải thành công không được thất bại. Rõ. Nghe đây, bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì thì cũng không được bước ra. Đóng cửa. Mau lên, bám sát vào, mau. Thật tình tôi không thấy quyển sổ này có liên quan gì tới mấy mật mã tím hết. Theo lẽ thường, cho dù quyển sổ này hữu dụng thì cũng chỉ là một nhóm mật mã thông thường, mà mật mã thông thường sẽ là dư thừa khi đứng trước hệ thống bảo vệ bí mật màu tím mạnh mẽ. Nếu quyển sổ nhạc này giải được mật mã màu tím thì tác dụng bảo mật của nó là vô ích rồi còn gì. Đúng là vô lý mà. Đúng vậy Lưu tiên sinh, ông nói rất đúng. Nếu không có quyển sổ nhạc thiếu nhi này thì làm sao tôi có thể đứng trước mặt ông một lần nữa. Dương tiểu thư, tôi muốn giúp mọi người. Giúp kiểu gì? Hãy để tôi lộ diện, để người của tổ chức Oshima biết tôi vẫn còn sống. Cô lộ diện, cô nghĩ tới hậu quả chưa? Hậu quả? Người phụ nữ như tôi thì còn có hậu quả gì nữa? Tôi phải trả thù cho William của tôi. Mọi người muốn nếm thử không? Đây là món William thích ăn nhất. Đây là quyển sổ nhạc thiếu nhi. Trong đây có rất nhiều bài hát chúng tôi thường hát lúc nhỏ. Đánh trận thì cứ đánh trận đi. Cô nói xem, cầm theo sổ nhạc làm gì chứ? Có lẽ đây là một dạng an ủi. Mọi người nghĩ đi. Lúc nhỏ cuộc sống vô tư, còn bây giờ sống giữa chiến trường đầy máu me, chẳng lẽ không đáng để hoài niệm sao? Chẳng lẽ tất cả đều là cái bẫy do cô dày công sắp đặt ra? Cô làm nhiều việc như vậy chẳng qua là muốn nhóm người của sở trưởng Châu hoàn toàn tin tưởng cô. Đáng tiếc ông hiểu ra hơi trễ rồi. Đứng yên, Lưu tiên sinh, để tránh làm tổn thương chính ông.
Chẳng lẽ Oshima Nagao vẫn luôn bám theo Dương Thu Di? Không thể có chuyện này. Dương Thu Di có tính cảnh giác rất cao, mấy người biết rõ mà. Máy phát tín hiệu, bám theo mấy người. Lỡ như bị mấy người phát hiện, vậy chẳng phải uổng công vô ích sao? Cô là một đặc công ưu tú, mượn danh nghĩa trả thù cho William, gạt tất cả mọi người. Cô đúng là giỏi thật. Lưu tiên sinh, ông có biết tôi đang mang họ gì hay không? Tôi mang họ Oshima. Oshima Sonoko. Oshima Nagao là chú ruột của tôi. Nếu đã như vậy rồi, sao còn không ra tay? Tôi không muốn giết ông, bởi vì ông là người mà William của tôi đã liều mạng bảo vệ. Ít nhất thì ông không nên chết trong tay của tôi. Chỉ cần ông đưa máy mật mã tím cho tôi thì tôi sẽ để ông đi. Cô muốn lấy máy mật mã tím này thì bắn tôi chết trước đi. Lưu tiên sinh, ông đừng ép tôi. Đi mau. Oshima tiên sinh, đã lâu không gặp. Châu Quang Ngọc tiên sinh, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Đáng tiếc, ngày chúng ta gặp mặt chính là ngày ông gặp nạn rồi. Tôi đã sớm đoán biết được chuyện này. Hai chúng ta không xuất hiện thì sẽ không thể có kết cục hoàn mỹ đâu. Đừng ép tôi. Trúng kế rồi. Mau. Ông không sao chứ? Tôi không sao. Tôi không sao. Cậu bị thương rồi. Không sao. Tiêu Đường, xưởng rượu Xuyên Giang, những nỗ lực của chúng ta đã thành công. Lưu tiên sinh đã giải được máy mật mã tím, lấy được rất nhiều tin tức có giá trị. Từ các dấu vết cho thấy, rất có thể sắp tới quân Nhật sẽ tuyên chiến với Hoa Kỳ. Đây sẽ là sự thay đổi rất lớn đối với tình hình chiến sự của nước ta. Vì vậy, Lô Hiên sẽ khen thưởng đặc biệt cho sự đóng góp của tất cả mọi người.
Cảm ơn sở trưởng Châu. Sở trưởng Châu, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi muốn rời khỏi Lô Hiên. Cô định đi đâu? Tôi muốn quay về tiếp tục làm giáo viên. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, Lô Hiên còn cần cô. Cái Lô Hiên cần chỉ là con số mà thôi. Không đúng. Chiến tranh chính là chiến tranh, nó bắt buộc phải có những con số. Không có những đồng nghiệp đã hy sinh thì sẽ không có ngày mai kháng chiến. Chứ còn Nhậm Tiêu Đường thì sao? Tôi xem như cậu ấy đã rời đi, nhưng người của cục điều tra vẫn truy bắt anh ấy, không chịu buông tha. Anh ấy là người tài, chỉ có điều đứng nhầm đội ngũ. Anh ấy đứng nhầm đội ngũ thì nên bắt anh ấy, nên giết anh ấy sao? Sở trưởng Châu, ông không định bảo vệ anh ấy thật sao? Chúng ta đã bị người của cục điều tra bao vây rồi, xem ra chúng ta không thoát được rồi. Những người khác rút hết rồi đúng không? Đã rút hết rồi. Lên. Tôi làm liên lụy tới ông rồi. Giờ phút này rồi còn nói mấy câu này làm gì chứ? Nếu tôi sợ chết thì đã làm hắn gian lâu rồi. Đứng im. Đứng im. Nhậm Tiêu Đường, anh đã bị bắt theo mệnh lệnh của cấp trên. Sao? Có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Ngồi yên. Đứng yên. Cấm động đậy. Bến tàu Trùng Khánh. Được rồi, tiễn người ngàn dặm rồi cũng phải chia tay. Mọi người về trước đi. Tôi
Mọi người tới cứu tôi. Sở trưởng Châu có biết không? Nếu không có ông ấy, e là anh đã không thoát được. Được rồi, tôi nên đi rồi. Lần này xa nhau, thật sự không biết tôi bao giờ mới có thể gặp lại đây. Đa sầu đa cảm không phải là phong cách của anh. Cô có thể đi chung với tôi mà. Tôi sẽ đi tìm anh, nhưng không phải lúc này. Vậy chúng ta quyết định vậy nha. Hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Đi nha. Đi thôi. Thu Di, thật ra cô có thể đi cùng với anh ấy. Sao đây? Muốn đuổi tôi đi sao? Thu Di à, nếu tôi là cô thì chắc chắn tôi sẽ đi theo anh ấy. Nếu bây giờ tôi rời khỏi Lưu Hiên thì Lưu Hiên sẽ không thể yên ổn. Từ dự quan của cục điều tra là con cáo già độc ác gian xảo. Cục trưởng Từ, chúng ta để cho hắn đi như vậy sao? Yên tâm đi, đã có sắp xếp trên tàu rồi. Từ mọi hiện tượng cho thấy, Châu Quang Ngọc mới là thành phần đảng cách mạng cao nhất đang ẩn náu trong quân thống. Bến tàu Trùng Khánh.